điều nghiên cứu chứng minh rằng một năm đi rất lâu đời, ngày xưa tướng đi đánh trận bao chiến công, quan trọng chiều đo cướp không. Vì bọn đây nâng mi nhiều, nâng mi nước em mùa chiều, rồi thăng tiến không tốn công, bọn chiến tướng mãi lộng nhộng ngoài chiến trường. Dũng ơi.